Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bầy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuza, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với ba câu ngắn ngủi, nhưng Thánh sử Luca đã cho thấy những nét đặc trưng trong tin mừng của Ngài và mặc khải cho chúng ta sự thật về Thiên Chúa. Đức Giêsu rảo quanh các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đây là sứ mạng chính yếu của Chúa Giêsu, loan báo nước Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, người đã không ngần ngại rảo quanh các thành phố. Đôi chân của người là đôi chân không biết mệt mỏi, vì trái tim của người là trái tim không ngừng đập những nhịp điệu yêu thương. Trái tim thôi thúc, đôi chân hối hả để sứ điệp của Thiên Chúa được vang lên đến tận cùng trái đất. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Nhóm 12 luôn ở bên cạnh Chúa. Những người phụ nữ cũng được chia sẻ sứ mạng với Chúa, dù thời đó người ta coi khinh phụ nữ và không cho họ tham gia vào những công tác xã hội. Những phụ nữ này là những người đã được Chúa Giêsu trừ quỷ. Theo quan niệm của người Do Thái, bị quỷ nhập nghĩa là bị tội lỗi đè bẹp. Nhưng bây giờ họ đã được Chúa Giêsu chữa khỏi và thu phục. Họ không còn đầu quân cho ma quỷ, nhưng đã bước theo Chúa Giêsu. Họ không còn đi theo thế lực của bóng tối, nhưng đã về phía ánh sáng. Các bà này đã lấy của cải mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Đây là điều kiện mà Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ của người. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Như vậy, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy Đức Kitô trong tin mừng của Ngài là một Đức Kitô luôn quan tâm đem đến ơn cứu độ cho mọi người. Một Đức Kitô không loại trừ một ai, kể cả những hạng người bị người ta khinh khi và hạng người tội lỗi. Một Đức Kitô đòi hỏi người môn đệ của người phải triệt để từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo người. Chúng ta cũng phải biết hy sinh những gì mình có để cộng tác vào công việc truyền giáo của giáo hội, nhất là công việc bác ái từ thiện, để đem tình yêu thương đến cho những người bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa Giêsu, ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Chúa. Thế giới này còn nhiều nơi cần đến bước chân của Chúa. Giáo hội và mỗi người chúng con có bổn phận tiếp nối con đường Chúa đi để đem ánh sáng cho cuộc đời. Xin cho chúng con biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp vào công cuộc loan báo tin mừng, để tất cả mọi anh chị em chúng con được nhận biết Chúa và cùng sum họp với nhau trong tình yêu thương của Chúa.